Tất cả anh chị, video ngày hôm nay là dành cho tất cả anh chị mà đang quan tâm khi mà muốn mở một mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp nhưng mà chúng ta chưa đủ tự tin để chúng ta khởi nghiệp với cái mô hình này. Vậy thì bên cạnh em, như mọi người đang thấy, đây là một chị chủ khá là xinh đẹp. Đấy, chị thì trước đây thì cũng như mọi người thôi, cũng có rất là nhiều những cái sự tâm sự, đó là về cái quá trình tìm hiểu mở một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp. Chị rất là run, chị lo rằng là khi mở lên sợ không có khách hàng, khi mở lên sợ rằng mình không làm được bởi vì mình không có chuyên môn, rồi khi mở lên mình có vận hành máy được không, rồi mình không biết là xử lý mọi thứ như thế nào và không biết bắt đầu từ đâu. Vậy thì cũng rất là có duyên đấy để em được gặp chị, đó là tình cờ thôi đấy, cũng được mọi người giới thiệu qua những cái trang mạng, đó là Facebook đấy. Thì bản thân em thì đã từng và tư vấn set up rất là nhiều những tiệm giặt sấy công nghiệp khác nhau. Vậy thì cũng là một cái cơ duyên và chị em là có duyên gặp nhau. Vậy thì hôm nay để mà em có mặt tại đây, đó thì đơn vị em có set up và tư vấn hỗ trợ cung cấp về thiết bị máy giặt sấy công nghiệp. Và với cái mô hình giặt sấy công nghiệp này thì bản thân em là người trực tiếp tư vấn và hỗ trợ chị về chuyên môn cũng như là set up mọi thứ liên quan đến cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp này. Vậy thì cái video này ấy, thì bản thân em muốn chị chia sẻ tới mọi người một cái vấn đề nhỏ thôi, đó là sau khi mà khởi nghiệp mở một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp này rồi ấy, thì chị cảm thấy đã tự tin chưa, rồi là muốn chia sẻ tới tất cả những anh chị mà đang có hướng muốn tìm hiểu kết hợp tìm đến một cái đơn vị tư vấn chuyên nghiệp về giặt sấy công nghiệp, thì chúng ta hãy tự tin để chúng ta có thể khởi nghiệp về cái mô hình giặt sấy công nghiệp này. Vậy chị có đôi lời chia sẻ cảm ơn Sạch Cộng của bạn Huy rất là nhiều, bởi vì là đã giúp mình có những cái nhìn khác hơn về cái cơ sở giặt là, và cũng giúp mình thiết kế này cũng như là lên ý tưởng về mô hình giặt là. Và sau khi mà sử dụng vận hành máy móc thì mình cũng cảm thấy rằng khá là đơn giản. Máy thì rất là hiện đại nhưng vận hành thì rất là dễ dàng. Và sau một tuần vận hành máy này và không nói được nữa, và hỗ trợ về vấn đề chuyên môn như là cái quy trình chúng ta là đồ này, quy trình chúng ta xử lý một cái vết bẩn này, quy trình chúng ta gấp đồ này đấy, tức là mọi vấn đề liên quan đến ngành giặt sấy công nghiệp. Thì trong một tuần qua thì mình cũng đã hỗ trợ chị về chuyên môn. Đấy thì chị chắc giờ này thì chị đã đủ tự tin để có thể là xử lý đồ cũng như nhận đồ của khách đến rồi đúng không ạ? Vâng. Đấy thì cái video này thì mình cũng muốn chia sẻ, đây là những cái lời tâm sự trực tiếp của chị khách hàng khi mà được sự hỗ trợ, cũng như là bản thân em rất may mắn được có cơ hội hỗ trợ và giúp đỡ chị để chị có một cái nghề giặt nà để chị có thể tự tin đáp ứng lại cái nhu cầu của người dân. Đó, vậy thì tất cả anh chị mà đang xem được cái video này thì em rất mong muốn bằng cái kỹ năng chuyên môn, bằng khả năng của em và bằng kiến thức của em và bằng những cái gì em biết thì em sẽ chia sẻ và giúp đỡ hỗ trợ mọi người để làm thành công trong cái mô hình giặt sấy công nghiệp, và điều quan trọng là giúp anh chị làm tốt về nghề giặt sấy công nghiệp. Cảm ơn tất cả anh chị đã xem hết video và cảm ơn chị đã tin tưởng sử dụng cái dịch vụ của em. Cảm ơn chị. Ok chị. Xin chào tất cả mọi người nhá.